Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, căn cứ Điều 10, chương 2, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, căn cứ kế hoạch số 15 KHCDN ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội 7, Công đoàn giáo dục tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, được sự thống nhất của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang và chi bộ trường Trung học Phổ thông Vị Thanh, hôm nay Công đoàn trường Trung học Phổ thông Vị Thanh long trọng tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở trường Trung học Phổ thông Vị Thanh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự đại hội, Ban tổ chức xin trân trọng được đón tiếp và giới thiệu về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Kiều Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Trần Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Đào tạo Hậu Giang, đồng chí Võ Quốc Thoại, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang, đồng chí Trịnh Thị Ngọc Lệ, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang. Về phía chi bộ và lãnh đạo nhà trường, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Anh Việt, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban giám hiệu trường Trung học Phổ thông Vị Thanh. Về phía đại biểu khách mời, hân hạnh được đón tiếp các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường Trung học Phổ thông dân tộc nội trú, Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn cơ sở trường dạy trẻ khuyết tật và Công đoàn cơ sở trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang, cùng 77 đại biểu chính thức có mặt tham dự đại hội hôm nay. Và sau đây là video mà chúng tôi ghi nhận được trong đại hội. Mời mọi người cùng theo dõi. Kính thưa toàn thể đại hội, thì tổng số phiếu phát ra hôm nay là 71 phiếu, tổng phiếu thu về là 71 phiếu. Xin báo cáo đại hội, xin cảm ơn quý đại biểu. Sau đây mời đại diện ban bầu cử xin kính trọng kính mời quý vị đại công đoàn ngành giáo dục và đoàn chi bộ giám sát tiến hành cuộc làm việc. Xin kính mời quý vị. Kết thúc đại hội đã bầu ra được 5 đồng chí trúng cử vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2023-2028 và bầu 5 đồng chí dự đại hội công đoàn cấp trên.
Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này thú vị, xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.